À, anh nghe tiếng bước chân everywhere mà không thấy ai á. Chết mới ghê. Nó dùng tròn vô rồi, tròn vô rồi anh. Nó giống như ma vậy bà. Nó mày này cứ bắn tùm lum ghê vãi không. Rồi, đó, 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 đó. Ủa, ai quăng bom vậy ta? Four has eyes on the hostage. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi sao nghe tiếng bước chân hoài luôn á. Má anh kêu nè một thằng. Má anh vừa mới chôn qua ass á mà hai má. Ass đéo thấy luôn mà. Má à, để mai có clip lại em cho anh coi. Em cho anh coi. Nè hai thằng list ngu lờ. Má em không thấy con ass sao ba nó nhảy qua mặt anh mà nó không thấy anh luôn á, đúng hài luôn á. Éo qua em thấy IQ nó bò bắn vô đầu nó xong con xong thằng list đi ngang em bắn đổ luôn mà ngu vậy luôn hai thằng. Đó, nice. Trời. Ở ba trên lầu anh khó lắm mà. Mà sao cái anh thấy mà cái kiểu như skin thằng score nói xấu quá thôi anh kêu để dành mua để dành skin season 4 ra mua mà công nhận nhìn nó đẹp thiệt quá. Ở ba score skin xấu thật. Mấy nhìn rớt rồi. Mấy... skin season 4 có skin Nhật Bản gì cái sống rồi với con rồng gì đẹp quá đấy. À đúng rồi đúng rồi. Con phù sao? Hình như nó nằm nhà bên kia, nơi phòng bên kia, hướng nốt á, hướng nam á. Từ phòng này nè. Ờ đúng rồi, phòng em nói anh á. Đi, mẹ nó bắn cho em rồi. Camera hay quá nghĩa. À nó nào gì vậy? À left the game gì quá tôi có. Ủa còn hai thằng rồi. Này thì này thì nhìn u tôi sẽ thắng luôn rồi. Quá ảo quá ảo. GG. Má nó trồn kìa bác. Thằng rút. À nó đang đập cửa mà. Nó nằm nó im luôn mà. Vị nhỏ nó canh đúng chuẩn luôn á. Coi nè. Một phụ cái sỉ nhục vậy là. Tại vì nó thấy em đập cửa mà. Hàng chị em thấy đi lê ve nó chiếu vô cái cửa mà không biết ở đâu. Mà đúng hài. Mày không ngồi chịu barricade vậy. Chịu barricade gần hết rồi. Mà anh cũng barricade hết trơn rồi. Anh cũng barricade hết 2 cái rồi bà. Đủ căng đét. Căng đét. Con Green mới vô hốt rồi. Nice. Căng đét. Quá căng. Quá Green quá hay. À, Blackbeard tầng tầng 3, lựa này tầng 3 rồi. Đó. Tầng cao nhất luôn á, tầng 3, Blackbeard tầng 3. Blackbeard nó bắn cao nha. Tầng 2 á. Cô hang à. Ừ, nó chưa bắn này. Đúng rồi, đó, spot rồi đó. Nó bắn nè, giờ nó bắn nè. Ồ không, nó đéo bắn luôn, nó ngu vậy. Và nó đéo bắn luôn. Quá hay, quá hay. Má nhìn con IQ chạy kìa ba. Lờ leo nó núp nó dưới ác thiệt. Đúng rồi má. Mất mẹ John rồi. Đổi tên Rainbow Six à? Đổi tên trong game này hả? À, muốn đổi lên. Thì em lên Uplay á, em đổi tên tài khoản thôi. Tại vì nếu mà đổi tên là... Ừ anh đổi này, anh đổi này nè. À, em muốn đổi hành vất về hơn mà tờ chứ không muốn để mình không. Thầy có ba. Đúng rồi ba, tại em không... Nhưng mà đặt tên hay đúng á. Đặt tên đúng cái gì á. Đúng kiểu cách ba, đừng đặt tùm lum ba. Không bỡ thằng Bell kìa ba. Bỡ thằng Bell nó để mà tờ là tên cha đa của em mà. Không biết là vậy nhưng mà không bỡ là thằng Bell nó đặt tên gì á, Supreme Boy xong cái nó để hình Kim Jong Un lên. Thằng Ubisoft nó gửi nguyên cái email cho thằng Bell kêu là bạn đã đặt tên sai quy định cộng thêm là có hình có mang tính chất phản động rồi kiểu là
kích động mà mang tính chất tính trị gì á. Xong cái nó để hình ai, bé để hình ai ba? Kim Jong Un ba, để hình Kim Jong Un ba. Ê mẹ em bắn xuyên tường dính thấy xong kia kìa ba. Dạ không, dính Mercury luôn ba. Ê ê ê ê. Em thấy tao đi ngang em bắn lại rồi ba, hay vậy. Ủa team mình căng đét vậy sao? Chưa gì bắn chết hết rồi. Căng cái cam này nè. Đi mẹ bắn chạy mà hết trọn luôn. Hết trọn nữa. Không, không lên cơn mẹ. Cậu bé. Ờ, à, có ai cần em đục tường không? Em xuống đục tường. À, em lép game luôn rồi trời, láo vậy. Đây nè. Một thằng trong cái phòng này. Xuống đục tường nha. Rồi, có ai được, có ai đục tường không vậy? Ê, 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 nó đập 7 rồi, nó đập 7 rồi, nó đập 7 rồi. Boss trong này gì nè. Ê! Mém, mém nó anh trúng cái đầu ghê luôn rồi. Mém lên bắn trúng đầu luôn rồi. Dạ hả? Em cảm giác nhật nó nhỏ thật ba mà nó rồi. Má nó dưới hầm tiếp ba đảo quá. Mấy giờ này gọi là chơi cho. Còn nếu mà chúng ta thua người ta gọi là trò chơi. Bây giờ kêu má. Hãy cho mình dưới hầm nó đi là công nhận nó cho dưới hầm thiệt quá. Dạ hay thấy. Hay để dân chơi. Này đấy. Ờ em để mấy cái này ở đây đi. Thằng nào bước xuống em nghe tiếng nữa. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Không tính lên trên gì dưới đây. Em ơi em đứng dưới. Ôi má con ủi con camera nó bị lắc mà. Má à. Anh barricade lại rồi, nó đứng kè đằng sau cái tường rồi, sao tự nhiên anh thấy hồi sau nó theo bố lại ngay chỗ anh. Vãi luôn. What the fuck, anh cũng không hiểu nữa. À xuống nè anh ơi, đủ quá anh thấy đi nhiều lắm á. Xuống ngay cổng chính này nó này để anh như vậy còn em nghe tiếng. Ờ nó ngay chỗ mình đó, ngay chỗ mình đó, ngay chỗ anh đó, lên dùng cái trick bandit nha, không biết anh em thích nó có thích chơi không. Kìa, đúng rồi, nó ngoài luôn kìa. Bắn ở ngoài kìa. Đây còn biết có đem hết chờ. Nice. Má team mình giống kiểu như là không sợ đứa nào ra đấm đúng rồi, nãy giờ team mình chưa chết đúng không? Không ổn mà thằng Alphabet nó chết đúng rồi. Không ổn, Alphabet chết đúng một lần. Còn nhiều là sống hết. Vì đánh giải được rồi á. Ừ. Mày đánh giải liền hay không? Có đầu tư. Anh vẫn chưa nghe thôi mai ba. Hình như không có thách chơi đâu, không có thách bài luôn sao? Có thách, có sledge à, có sledge. Có sledge rồi. Không biết là hai nào, nó chưa spot được hai kia. À, một thằng rút. Cái gì rút bên mình rồi ba? Ở đó, gì đó, thằng rút không phải thằng ấy đó ba, thằng... thằng ấy á. Chứ tưởng, ủa bên rút bên mình mà rút rồi. Nó là gì bên này ta? Skill nó là gì? Không, thằng lính thường á anh. Recruit à? Nó rút kỳ á. Ờ, nó gọi là recruit chứ em quên. Ờ, nó không có thường, nó không có thiệt quá. Nó có nào để vô á, anh nghĩ chắc sẽ nhồi lường, không vô được đâu. Khi ăn nó vô rồi. Chết rồi. Lottery mới rút. Hình như cầu thang á, ngay cầu thang của em á, ngay chỗ của em á. Phải không? Ú. Ủa, cầu thang em đang có thằng ấy nó, thằng gì, smoke nó canh hay gì mà. Ngay chỗ này cũng có. Đâu ở đây như không nào vô. Mày Valkyrie quăng cam gì đâu, đụm lum chỗ. Ôi ôi, nghe này. Tầng 2 trống rồi, tầng 2 không ai đó hết á. Ôi biết rồi, nhưng mà ý là tầng trệt nè. Tầng trệt có ai ta? Em đánh ai đâu ta? À khoan. Nhảy xuống rồi nè. Has
IQ ngoài đây hay gì nè anh ơi. À con cuối là IQ á, ngoài đây nè. IQ à? Nó nhảy xuống rồi nè, nhảy xuống. Em bắn nãy giờ, nó bay em bắn nãy giờ nè. Nó yếu rồi, máu nó yếu rồi. Nice. Hay quá, hết sợ. IQ ngu quá đâu, ngu. GG. Recruit. Hèn chi anh thấy nó không vô được anh nghi nghi rồi. Má trời này đánh hay quá. Chị bắn cửa sổ nha bà. Chị bắn cửa sổ không ta? Cũng được. Bông bông bê nè, nhưng mà để coi bông bê. Bông A đi anh, bông A là nhất này. Bông A, muốn đặt bông A. Bông A nó nằm đâu rồi? Ơi. Ủa thì em bị lắc mà. Bực vậy. Con mẹ ngu vãi. Đội như gùi. Còn mỗi lần đót với thằng nào nữa mà. Căng đến. Tụi nó trong cái phòng đó luôn. Nãy bị lắc mà. Ơi cầu hang có thằng. Em chết rồi. Vừa mới thấy cầu hang. Okay. Còn đót á, đúng rồi, còn đót á. Đót nãy nó bắn em trong phòng đó, bên bơ ma á. Ừ, để anh trôi cái đây. Nó đâu ta. À, nằm ngay góc luôn, à, anh có... Đó, à, rồi, hay quá. Anh biết là chắc cũng cỡ ngay góng á, cùng Master Bedroom. Súng của Ash anh bắn ra. Ừ đúng rồi, anh dùng súng ấy anh bắn. Ủa ở đâu rồi, anh đâu rồi, từ để em đi theo anh rồi. Ủa? Dễ được. Anh đâu? Có phù không? Anh chơi cái bị tảo rồi. Ừ anh chơi cái bị tảo mà. Ủa khoan, mình đánh B đi. Ủa từ B nằm đâu rồi người ta? B nằm trên lầu á, ngay đây nè, bên đây, tốt bên đây rồi. Ờ anh nhớ từ giờ, em không dám băng qua. Nice. Má em lắc quá rồi bà. Đây, kiếm cái chỗ nào nhìn vô. Rồi bắn cam cái nghĩa ơi, bắn cam mới được đây. Ở đây nó có cái cam. Ờ bắn rồi á. Team mình OB vậy. Qua. Nice. Khoan. Anh có tròn không? Có tròn không? Nhảy vô hốt luôn kìa. Rồi để em smoke nha, để em smoke rồi vô. Em biết vị trí tụi nó không? Tại anh đâu biết hai tụi nó đứng đâu không? Tụi nó đứng ở đây nè. Có, clear rồi, vô luôn anh ơi. Đặt bom anh. Đặt bom á. Ờ, đây. Anh đi lên trên lầu rồi. Rồi thắng mẹ luôn. Thắng rồi. Má tìm mình nó hành con ta. Nó hành con ta không có ngày về. Má... Ôi, hết cái ass canh. Bông ấy hết luôn mà. Ờ, nó canh gì bông dưới không à? Ngu vậy. Bông bơi không ai canh á. Ờ bấm bê anh đúng trống luôn á. Anh với em vô kiểu như má nó làm à không nó tên đang tính làm chiến thuật vườn không nhà trống. Hiểu không? Không nhà trống. Không nhà trống quá. Má nó làm em tính làm bất ngờ để mà em không thể nào kiểu như là đối trả được, hiểu không? Anh hiểu không? Cái thằng dân chơi dữ quá, bốc đầu xe. Và đái gì vậy ba? Có nhiều lần mà anh chơi có nhiều trận như kiểu anh không hiểu sao mà mấy trận liên tiếp nó cứ một cái kiểu thi đấu hoài luôn á. Cứ tự nhiên cái ngày đó nó nổi hứng lên, cái nguyên ngày nó bắn toàn Securia hoặc là Hosted không à ba. Vậy anh cũng hiểu nó không có đổi ba, cứ sang trận khác ủa sao Securia hoài luôn. Giống kiểu tới ngày mà bắn phải xem ngày luôn. Này là mấy đứa tránh ra để anh coi anh thể hiện nè. Barricade dùm cái cửa này coi. Má chuẩn bị tài chanh. Nó lời chỗ em. Chuẩn bị tài chanh cài được búp mà. Lo gì. Đứng ở đây thôi. Ây da nó bắn ở trên lên. Nó bắn ở... Ây da. Bắn ở đâu?
ở trên mái nhà xuống rồi, ở trên mái nhà xuống. Anh đang canh cửa sổ nè. Như có siêu quá hả? Nghe tiếng hay sao? Rồi nhìn trên lầu sao á? Đúng rồi, nó bắn em, nó mới bắn lên trên lầu xuống nè. Ở đây không có mà. Từ trên cà không thấy gì hết. The Lord không thấy gì hết. Lord Tachanka. Như có chút hay sao? Cất hàng đi chỗ khác qua. Ash mới đi ngang em, Ash mới đi ngang em. Không thấy luôn, không thấy luôn. Rồi mẹ thôi. Rồi, hốt rồi, hốt em rồi. Mẹ nó làm lẹo quá không? Em nghĩ má nó yếu đúng không ba, tại nãy lúc mà nó vừa vô giết em cho nổ bơm luôn. Rồi nó hốt cam trên luôn rồi anh. Thấy công việc anh có một cái cảm giác rất bất an. Cái tim như thế này. This Tachanka. Má hãy coi Tachanka thể hiện nè. Liệu Tachanka có 1.5 được hay không? Các bạn hãy nhớ xem phần sau nha. Còn mình còn nhiều mà thôi. Còn nhiều tập mà lo gì. Đúng. Chết cha. Hay giờ đùa lấy hồi thấy. Mẹ ơi. Còn 3 đấu năm à. Anh cảm thấy một cái cảm giác rất là sợ hãi. Cầm súng bắn luôn đi anh ơi, cầm súng bắn luôn đi. Thì để cầm súng bắn nè. Này nãy anh cầm súng bắn không biết đâu, anh đâu có cầm cái kia đâu á. Không, em kêu là cầm cái cây súng máy bắn á. Ừ, đang cầm. Đi. Cái thằng này nó ngu ghê luôn á ba. Đi ra chim mà để cho nó bắn. Ui nó vô. Ui, em nghĩ em có thể nhìn anh thì sao? Em có biết anh là The Law không? Bỏ đi. Bỏ đi. Cà này khó. Khó thiệt luôn. I kill Ashley. No. This. Một cảm giác là thật là gió mót. Sao căng vậy sao mọi người chết hết lắm. Anh phải đau khổ dễ sợ. Tụi này nó không dám vô mà. Nhát dữ vậy. Em nghe tiếng bên tay phải nó. Bên tay phải nó cái cửa chính nó. Ừ. Hết hồn. Nice. Súng máy liền nhé, súng máy liền. Từ từ. Anh đang xoắn quá, từ từ. Ngu quá, đang lồn. Từ từ. Cái thằng đó điện nó vô nó. Lát nó vô nó cầm súng nha, súng lục. Cứ cái thằng lát mà ba. Còn Ash mà. Ủa sao mày này nó không dám vô ba? Nó hỏi nó không cầm con tin là đâu có tính đâu. Núp đi. Ừ đó, bởi núp đi nghĩa. Cái này nó ngu lồn, mới cài mẹ đi. Thì đây núp nè. Ủa nó đông hơn mình mà ta. Làm gì nữa, đừng có vô để cho thắng đi. Rồi thắng mẹ rồi. Ta 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 ta. Hay vậy, anh cũng không ngờ là trận này thắng luôn các bạn. Cái dây gì mới ra hai top vậy anh không biết nữa mà nhìn là quắc rồi, cái dây nó gọt đằng sau cổ. Đẹp à. Ngon nhấc chân anh đó. Nhìn nào ảo, để hồi em gửi cho anh coi. Ok. Má bữa anh mới mua The Master. Má tại nhỏ này nhìn tôi nó ngon quá ba, đùa má chân dài đít bự bự nhìn đã vậy. Ba cái chân dài đít bự bự. Sao nó vô nó nhìn thôi. Cái phòng cũ á. Phòng cũ mình hả? Ừ, cái chỗ cũ luôn á. Đi xem cầm glass nữa chứ khó vậy. Hostage located. 5 seconds to go. Có cấp can nha, cấp can. Ha ha, cấp can không biết luôn ba. Quá giờ nó mới biết qua, nên như nó còn. Mà cấp can có chừng còn chừng khoảng 70 giò rồi ba. Không biết có đó không thôi. Má bên mình nó push quá trời vậy. Má đi má nhìn Ash kìa. Á Ash ngầu quá ba. Cái lỗ luôn. Má Ash thì không biết là Ash mà cầm đã cầm cái kia còn cầm thêm cái hết cơ hội. Nó
lâu rồi mày mới phải sẵn thôi hả? Ý là nó đã cầm cái cục kia rồi mà nó còn cầm thêm cái cục đó. Thằng trong đó em còn 5 tiếng rồi, nghĩa là em còn 5 tiếng rồi. Còn 5 tiếng rồi, từ từ. Thằng nó nằm đâu trốn hả? Nằm sau cái từ đó đó đó. Này, em gục rồi, em còn 5 tiếng rồi. Ú, gục. Ê! No. Má anh thấy rồi má. Ơi má mà cái thằng nó vừa đúng nổi luôn quá. À, mới 19 tuổi rồi mà. Ừ, nó đúng trẻ mà đúng nổi luôn mà nó hát như nhạc anh cũng không có thẩm thấu được cho lắm mà. Có khi mình quá già. Cái này Idol Give a Fuck gì đó mà. Ờ, nói chung nghe nhạc chung nghe mệt quá đái luôn. Rồi nó xuống. Má nhìn ra ngoài đi. Ở ngoài đó không vậy? Không, không thấy. Nhưng mà nãy em vừa mới thấy spot. Giờ nhìn ra ngoài cửa sổ giống như là nó mặt trời chân lý mà cháu qua tim á ba. Nhìn không thấy con mồi. À, trên lầu nè. Trên lầu. Em thấy nó rồi, em thấy cái đầu thằng rồi, địt mẹ mày. Mày đưa. Em thấy được có một thằng rồi ba. Ôi, IQ. Chừng nào anh gục anh đừng dưới nha, để em tra hỏi mà. Ok ok, ơi trên cầu thang. Ơi ơi, khoan. Hay là lên chung luôn. Chạy đi ba. Nó đứng ngay miệng cầu thang luôn mà. Rồi để anh đi lên trên nha. Ê, má anh bắn nó gục rồi. Nhưng mà nó chết luôn rồi. Tự nhiên nãy em bắn. Anh bắn nó chết luôn rồi. Ý là anh vừa mới nã một phát là nó dính cái đầu luôn á em, đúng không? Cho nên đợi nó gục được ba, chứ không là anh cũng để em nghe rồi. Rồi. Mà nãy thấy có. Nghe đây. Vừa mới nghe tiếng bước chân. Chết mẹ. Ê, lỡ bóng bên, Trên đây này. Trên cái này thằng Glass bắn trên nó xuống á. À. Mà đừng đi ra nha bạn. Nó canh rồi đó, cho mẹ đi. Nó đi vô trong rồi. Do you want to be a snowman? Nghe đâu anh từ từ. Đêm! Má bắn một phát ngay đầu luôn mà. Hay vậy. Là anh tính để tra khảo rồi mà anh vừa mới thấy cho anh giật mình cái vùng cái ngay đầu hết sọt một phát. Đó rồi khỏi tra khảo luôn. Em nghe tiếng nó đâu đây? Ủa, cái tiếng. Trên đầu, class cuối cùng class thôi. Lát tao dám xuống rồi qua cả luôn. Em nghe tiếng ấy dậy của nó nè, Đi mẹ, nhanh thế nghĩa định chạy ra rồi, đùa. Nè. Anh đợi nó xuống rồi ba. Đợi nó xuống nãy giờ qua. Đó em vừa mới nghe tiếng. Vừa chạy ra luôn. Em té dập mặt luôn là anh nói luôn. Má té dập mặt. Quá. Nghi lắm luôn, anh thanh niên này rồi, nãy giờ nó cứ mẹ anh nó bắn hoài luôn mà nó bắn không trúng mà. Anh đợi nó nhảy xuống đu xuống bắn liền qua. Vừa mới nghe luôn. Capital tiếp mà. Capital kỳ này chơi giống như là nguyên cái khăn mùi xoa trên đầu mà để hình chấm bi á mà. Xong rồi vẽ hai cái hình cục xương lên nó cũng cool ngầu. Chux. Giống như sếp vậy. Giống như sếp. Má hàng bị. Má mua quần xì Supreme mà không nè. Thôi anh nghĩ là em nên mua cục gạch Supreme á, xây nhà qua. Rồi, đủ hết hai em đi. Kiểu như nếu mà em sống bên đó em chắc cũng vẫn cần nhà cửa mà. Thôi thì cứ mua cục gạch Supreme rồi xây nhà cũng được. Đủ mình... hết cục gạch. Cục gạch xong bữa nó bán nhiều quá rồi ta, mấy triệu ta? Ờ, 30 đô. 30 đô cục. 30 đô. Mình Việt Nam mình có thằng bán 1 triệu mấy cục. Lãnh tiền chứ trời. Ừ, hai giá mà ba. Nói chung thì về tới Việt Nam mà tính ship cái kiểu nữa. Đâu phải có gạch cho em là dễ vậy đâu. Chưa kể là gạch Supreme lầu 3. Lầu 3 hả? Má gạch Supreme ra vậy là cạnh tranh với mấy cái gạch khác, công ty khác rồi mà. Chết rồi, anh nó có miêu rồi, anh không vô được rồi. Má anh... Rồi, mà... em... anh có còn hiểu sao tàng nó là làm... Mẹ mày đừng bắn trôi của tao, bố mẹ, má mày. Hên quá, nhảy kịp rồi, mẹ mày.
lên tầng 3, tầng 3. À, em có thermite là để em đục tường 3 lên tầng 3 đi mấy anh nữa. Ok, đi đi đi. Em đang biết con gì. Rồi. Em biết có thermite nè. À, đi đi đi. Tiến lên, tiến lên. Cứ bình tĩnh. Vô thôi. Có ai không? Sao anh có cảm giác bất an quá nhỉ? Từ từ để em dùng join mà. Ủa, Ash mà nó còn chơi cái cục Richard nữa chứ. Anh thấy nghĩ cái thứ mình nên fix cho con Ash đó là bỏ cái Richard nó thay bằng cái khác đi, nghe hợp lý hơn. Đã Ash rồi mà còn cầm gì? Thêm cái Richard nữa. Anh nghĩ nó cầm cái khác đi chứ. Ê, thằng nó cầm khiên kìa, địt mẹ thằng nó ngu vãi luôn. Nó cầm khiên ra, đi dựng qua anh bắn phải ngay đầu luôn. Nè, các bạn nè, các bạn đứng kìa. Phone nè, Xbox nè. Xbox rồi đúng không? Pull trong phòng luôn đúng không? Ừ, đúng rồi anh. Anh tại anh vừa mới nghe tiếng nó tắt cái cục đó nhưng mà anh không nghĩ là từ từ không. Rồi ra. Má hay không? Má anh bắn một phát. Là dính thằng kia liền, kia gục liền. Tại cái con Capital mạnh lắm mà, má một giây tới 20 giọt lượng chạy đâu cho kịp. Chạy đâu cho kịp. Còn như này có ai không? Con bé nào chưa lên lên đi. Sao anh nghe tiếng cái bên này luôn nha. Anh vẫn còn cứ nghe cái tiếng dưới chân đâu á. Anh biết có phải nghe nhầm hay là anh hoang tưởng hay không nhưng mà anh vẫn nghe tiếng đâu đây. Trời ơi, em đụng cái tường bên đó đó. Rồi em bị ấy rồi. Bị jam rồi, jam rồi. Jam rồi. Bơm vô. Để coi có lựu đạn, có lựu đạn. Anh quăng xéo xéo mình tay phải nữa. Vẫn bị jam ba còn vậy mà. Không còn biết. Theo dính luôn mà. Nghĩ sao vậy bồ? Hay quá nghe. Vô luôn, nó đâu đó nghe đó đó. Oh nice, vậy cho nhanh. Yes. Yes baby, thắng rồi. GG. Bây giờ má anh đang đúng quá mà. Nãy em thơ mai cũng được thôi. Má hay á, anh giờ nói em nhìn đi nè, má cái đầu chấm bi không? Cái đầu chấm bi. Nói rồi cái đầu chấm bi nhìn nó kỳ kỳ sao mà. Rồi theo cái miếng dán khác cho nó mà. Ừ, thơ mai anh dùng cái gì orbit gì nói chung nhìn cũng được.